Ôi, xin chào cả nhà. Trong video số 2 này thì Lam sẽ nói đến làm thế nào để mình có thể là mở thêm cơ sở mới được thuận lợi hơn. Nếu mà bạn muốn nghe những cái chia sẻ này, cũng như là nếu bạn muốn theo dõi nhiều chia sẻ tốt hơn để giúp cho công việc của bạn phát triển mạnh mẽ hơn ở trong tương lai, thì hãy bấm vào đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Lam các bạn nhé. Ở video trước thì Lam có nói về việc là làm thế nào để mình có thể mở chuỗi và cái sai lầm mà mình cần tránh khi mà mình mở cơ sở số 2. Đó là mình không có kiến thức. Đó là mình không có kiến thức về quản trị nhân sự, mình không có kiến thức về marketing, nói chung là mình không biết cách làm. Còn ở cơ sở số video tiếp theo này thì làm thế nào để mình mở cơ sở số 2 thành công. Thì việc đầu tiên các bạn hãy để ý nó là gì? Hiện tại mình đang là một nhân tố rất quan trọng và cực kỳ quan trọng trong cái cơ sở của mình. Cực kỳ quan trọng, nó giống như là một cái các bạn cứ để ý là một cái dây xích ấy. Một cái dây xích nó sẽ có nhiều mắt xích khác nhau, đúng không ạ? Và dây xích nó hoạt động được bởi vì là các mắt xích nó nối được liền với nhau. Nó nối liền với nhau như vậy, đúng không ạ? Và nó cứ cái móc mắt này kéo mắt kia di chuyển đi. Còn hiện tại mình chủ chính là một mắt xích rất quan trọng trong cái công việc kinh doanh của mình, rất quan trọng. Nhưng đến một ngày nào đó mắt xích của mình ốm hoặc mình phải đi du lịch, mắt xích của mình bay đi, vậy thì cái dây xích đó của chúng ta đã bị thiếu mất một mắt xích và nó đứt, đúng không ạ? Thì chúng ta tưởng tượng là cái dây xích đứt thì không thể di chuyển được. Và cơ sở của chúng ta cũng vậy, mình đang rất là quan trọng ở trong đó. Khách đến là mình là người làm chính, rồi là khách đến mình là người tư vấn chính, khách đến chỉ thích làm việc với mình, không thích làm việc với nhân viên của mình. Đó là mình gọi là mình mắt xích chính ở trong đó. Khi mình ốm đau, khi mình có công việc, khi mà mình phải đi du lịch, khi mà mình phải có một cái việc gì đó, mình không có mặt ở đó, mình không có mặt ở cơ sở của mình khoảng vài ngày, thậm chí là dài hơn, ốm đau phải chữa trị nhiều hơn, dài hơn, thì gần như là cơ sở của mình sẽ rất là hoạt động, nó sẽ bắt đầu từ dưng đang tốt này, đang ổn định này, hạ xuống cái mức độ hiệu quả của nó, rồi dần dần chuyển sang giai đoạn nó là trì trệ, hiệu quả rất thấp này, và cứ kéo dài cái hiệu quả thấp như vậy, nó thành trì trệ. Rồi là khi trì trệ rồi là vắng khách, là doanh thu thấp, là nhân viên họ sẽ bỏ mình. Và khi nhân viên bỏ mình rồi thì mình lại phải vất vả, mình lại cày cuốc lại từ đầu, nếu trong trường hợp là sức khỏe mình tốt và mình làm lại được. Còn nếu mà khi đó mình mệt mỏi quá, mình chán nản quá, mình không làm nữa, đóng cửa, đúng không ạ? Thế cho nên đó là cái nguyên nhân rất là lớn mà làm cho mình không thể phát triển được. Việc đầu tiên mình muốn mở một cơ sở, mình muốn mở một cái cơ sở mới được thêm ấy, thì cái việc thứ nhất đó là mình phải tách được mình ra khỏi cơ sở hiện tại. Tức là không làm nữa mà cơ sở đó vẫn tự động chạy, vẫn mang lại hiệu quả một cách rất bình thường. Nhân viên vẫn làm việc tự động. Khách hàng vẫn đến làm việc một cách bình thường. Rồi là doanh thu vẫn về một cách bình thường các bạn nhé. Không cần có mặt bạn mà vẫn có được doanh thu, vẫn có được công việc nó chạy rất là trôi chảy, vẫn có được khách hàng. Thì đó là yếu tố số 1 để mình có thể mở cơ sở mới các bạn nhé. Nếu bạn chưa đạt được yếu tố này thì lời khuyên của tôi đó là đừng bao giờ vội vàng mở thêm một cơ sở mới. Nếu mà bạn đang vội vàng, đang rất cảm hứng để mở thêm một cơ sở mới thì bạn hãy xem lại video trước của tôi nói về việc mở cơ sở mới các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với video tiếp theo để chia sẻ về yếu tố tiếp theo, yếu tố số 2 để mình cần chuẩn bị tốt để có thể mở cơ sở mới các bạn nhé. Rồi, nếu thấy hay thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè, comment điều gì đó tích cực để ủng hộ người làm nội dung video này để các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.